Khó khăn của chính quyền khi xử lý chó thả rong. Khi phát hiện hai con chó không xích, không rõ mõm trên vỉa hè, thì đoàn kiểm tra liên ngành quận Nhất TP.HCM do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, dẫn đầu đã tiến hành bắt giữ, nhưng chủ nhà phản ứng dữ dội, kiên quyết không giao nộp. Vụ việc xảy ra vào sáng hôm qua tại đường Mai Thị Lựu. Chủ nhà dù không xuất trình được giấy tờ đăng ký nuôi chó và chứng nhận tiêm phòng với cơ quan chức năng, nhưng vẫn phản ứng. Đến lúc đoàn kiểm tra nhờ công an phường can thiệp thì sự việc mới được xử lý. Trong khi việc bắt chó thả rong thực sự gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ ở TP.HCM thì lại có thêm một cháu bé 4 tuổi quê Hà Nam bị chó nhà tấn công và đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng vết thương dập nát vùng má, vết thương kéo dài từ góc miệng đến sát tai, nhưng may mắn vết thương chỉ ở phần da và dưới da, không ảnh hưởng đến cơ, thần kinh và các tuyến nước bọt vùng mặt. Ngay sau đó thì các bác sĩ đã làm sạch, cắt lọc và khâu đính lại các vạt da cho bé. Tính từ đầu năm đến nay thì Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 10 trường hợp bệnh nhân bị thương do chó cắn, trong đó có 2 bé đã tử vong. Tiếp theo là thông tin về hai vụ cháy lớn xảy ra tại Bình Dương và Kiên Giang. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra chiều qua tại khu vực rừng phòng hộ Hòn Đất, Kiên Hà, tỉnh Kiên Giang. 30 hecta rừng tràm bị thiệt hại. Đây là vụ cháy rừng đầu tiên xuất hiện trong mùa khô 2019 tại vùng tứ giác Long Xuyên. Hơn 400 cán bộ chiến sĩ, công an, dân quân xung kích và người dân cùng hàng trăm phương tiện thiết bị tập trung chữa cháy. Thế nhưng phải mất ít nhất khoảng vài ba ngày nữa đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Còn tại tỉnh Bình Dương, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra vào chiều qua tại nhà xưởng của một công ty chuyên sản xuất giường tủ bàn ghế trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Ngay khi nhận được tin, các lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh và lực lượng tại chỗ cùng tham gia tích cực chữa cháy. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi khách hàng chiếm trụ sở công ty Hoàng Quân Nha Trang tại khu đô thị Bắc Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để đàm nơi ở tạm. Nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý. Dù tình hình an ninh trật tự tại khu vực này vẫn được đảm bảo, song không ai dám chắc là sẽ không xảy ra xung đột. Khi phía công ty Hoàng Quân Nha Trang vẫn chưa có động thái gì, vụ việc này cần được xử lý sớm vì người dân mỗi ngày tỏ ra bức xúc hơn. Số lượng khách hàng bị Hoàng Quân Nha Trang chậm bàn giao nhà cũng ngày nhiều thêm và hiện lên đến gần 100 người. Những khách hàng đang chiếm trụ sở Hoàng Quân Nha Trang làm nơi ở cho biết họ sẽ sống tạm tại đây cho đến khi nào Hoàng Quân Nha Trang bàn giao nhà cho họ. Đây là hành động thể hiện sự bức xúc lên đến đỉnh điểm và mất lòng tin với Hoàng Quân Nha Trang. Bọn em không có nhu cầu gì để mà họp với ông ấy bởi vì ông ấy đang không thực hiện tất cả những cái gì mà ông đã hứa. Hoàng Quân là đã chậm trễ 2 năm rưỡi nay rồi. Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, tự dưng không trả bọn em tiền thuê nhà, không trả tiền lãi của ngân hàng. Theo lãnh đạo phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, an ninh trật tự nơi xảy ra vụ việc hiện vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, một khi khách hàng của Hoàng Quân Nha Trang di chuyển đến ngày càng nhiều, thì tình hình có thể phức tạp. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để mà sớm có cái can thiệp, có cái làm việc với công ty Hoàng Quân để mình nhanh chóng là bàn giao nhà cho khách hàng, cho người dân ở, để tránh cái tình hình bức xúc xảy ra lâu ngày nó dẫn đến cái điểm nóng ở địa phương. Việc người dân vào ở thì cũng bức xúc nhưng mà không nên làm như thế thì nó không đúng pháp luật. Thì địa phương cũng sẽ có cái hướng là giao cho các cái cơ quan ban ngành của phường, đoàn thể của phường để vận động người dân là hết sức bình tĩnh. Hôm qua, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với đại diện công ty Hoàng Quân về tiến độ dự án. Phía Hoàng Quân tiếp tục đưa ra thời hạn hoàn thành khối nhà B2 vào cuối tháng 5 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 7 năm nay. Chưa biết Sở đã đồng ý hay không khi đây đã là lần thứ 6 công ty Hoàng Quân sai hẹn với khách hàng. Và rằng có gì khuất tất bên trong khi công ty Hoàng Quân cứ mãi làm mất uy tín của mình.